Xin chào thầy cô cùng toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video của sinh viên edX học gì và làm gì. Và mình là Nguyễn Viết Đạt, mã số sinh viên của mình là CUV09HP07. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với bộ môn hành vi người tiêu dùng. Tiếp nối cho cái video ngày hôm qua là video môn chúng ta sẽ tìm hiểu về hành trình của khách hàng. Thì buổi ngày hôm nay chúng ta đã phân tích về những cái khái niệm này, những cái lớp và thậm chí là những cái điểm chạm, điểm tiếp xúc để gây cảm xúc và gây sự tò mò, hứng thú cho khách hàng với cái sản phẩm, với cái trang đích và hay là cái trang website của chúng ta về cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Thì ở đây thì cái mục đích và cái ý nghĩa khi mà chúng ta thực hiện cái hành trình của khách hàng càng chi tiết, càng cụ thể nó ra và thêm vào nhiều bước nhằm nhấn mạnh đến từng giai đoạn cảm xúc của khách hàng và từng trải nghiệm một của khách hàng để chúng ta mong muốn xây dựng. Đầu tiên là chúng ta bán được cái hàng trước đã, bán lần 1, bán lần 2, và chúng ta càng ngày càng xây dựng một cái tệp khách hàng trung thành đối với cái sản phẩm, đối với website, đối với cái doanh nghiệp của chúng ta. Ở đây thì cái quá trình mua hàng của khách hàng sẽ có hai bên, đó là bên bán hàng và bên người mua hàng và người tiêu dùng. Thì ở đây thì trong cái quá trình này thì họ đều tham gia với nhau qua nhiều giai đoạn và qua nhiều cái yếu tố trung gian khác nhau, yếu tố của các cái sàn hay là các cái sàn đấy, ví dụ là sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Facebook hay là thì kể cả là website, có thể là họ đến trực tiếp tại shop chúng ta để chúng ta mua hàng quần áo, giày dép hay bất kỳ một cái sản phẩm nào. Thì ở đây thì những người tham gia vào quá trình bán hàng đó thì họ cần phải chú ý đến tất cả mọi cái vấn đề thái độ để tiếp xúc và hay là cái sản phẩm hay là cái website bên ngoài để chạm đến cái cảm xúc của khách hàng. Đa số tất cả các khách hàng của chúng ta, kể cả chúng ta đi mua hàng, đều mong muốn chúng ta mua được cái thứ mình muốn này, có một cái trạng thái khi mua hàng là vui vẻ và hạnh phúc khi mà mua cái sản phẩm đó và không cảm thấy là với cái giá tiền đó nó không đáng với cái sản phẩm này. Chúng ta đều không muốn cái cảm xúc đó và hối tiếc là khi tại sao mình lại quyết định mua cái bộ quần áo này chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy là khi mà chúng ta có cái cảm xúc sung sướng thì chúng ta sẽ mua, và có thể là khi nó chúng ta có trải nghiệm tốt với cái sản phẩm đó, với cái nhu cầu đó, thì chúng ta cứ quay đi quay lại và mua ở cái cửa hàng đó với nhiều sản phẩm khác nhau. Và chung quy lại là khi mà chúng ta tạo dựng những cái hành động, những cái cử chỉ để tiếp xúc những cái cảm xúc đó với khách hàng thì chúng ta đang nhằm xây dựng cho khách hàng một cái lòng tin, và từ đó chúng ta sẽ xây dựng đến với khách hàng một cái giá trị, tạo dựng nên cái giá trị cho doanh nghiệp, cho cái shop của chúng ta, cho cái nhãn hàng, để chúng ta xây dựng tệp khách hàng, rút ngắn các cái chi phí về marketing, chi phí sale, chi phí bán hàng lại, đúng không ạ? Thì đấy là cái kiến thức trong cái buổi sáng ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về bộ môn hành vi người tiêu dùng thông qua cái quá trình hành trình của khách hàng. Và khi đó thì chúng ta đang nhằm là làm và tiếp xúc với khách hàng để trải nghiệm và xây dựng tệp khách hàng trung thành. Thì đấy là toàn bộ cái kiến thức của mình về buổi học ngày hôm nay. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.